có một con gái năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Mời nhà trai. À, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn ngồi. Mời em trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Em tên là Đỗ Huy Tuấn, năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa. Công việc em là kinh doanh về gạch men và thiết bị vệ sinh. Cửa hàng đó là của em luôn. Dạ vâng. Rồi, mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu với mình. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Lan. Em là Hoàng Lan, hôm nay em 36 tuổi. Quê em ở Hưng Yên và em đang sống cùng với bố mẹ ở Hưng Yên ạ. Em vừa là quản lý, vừa là nhân viên bán vé máy bay ạ. Hưng Yên với Thanh Hóa cách bao nhiêu xa hả Tuấn? Dạ, khoảng tầm 160 cây anh ạ. Cũng gần ha. Dạ anh. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi Tuấn. Em biết chăm sóc cho gia đình, biết lắng nghe, biết cầu tiến trong công việc. Còn về cái khuyết điểm của em thì em hút thuốc ngày một gói, hơi nóng tính. Đó, điểm yếu của nhà trai đó. Nhà gái có ưu điểm gì nè? Ưu điểm của em là độc lập, mạnh mẽ. Em cũng hơi cá tính, khó tính và kỹ tính. Đúng, nó khó tính mà kỹ tính là mệt lắm luôn á. Dạ. Em có thể bớt bớt cái khó tính và cái kỹ tính lại không? Dạ, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân ạ. Mình nói về tình trường đi. Đúng rồi, tình trường đi Lan. Em đã từng kết hôn, có một con gái năm nay 13 tuổi ạ. Em ly hôn được 5 năm rồi ạ. Em lấy chồng bao nhiêu năm Lan? Em lấy chồng từ năm em 23 tuổi. Nhưng mà chồng cũ của em đi xuất khẩu lao động, sau đó thì về bọn em chia tay ạ. Rồi ở nhau được bao nhiêu năm? Bọn em ở với nhau được hơn 1 năm ạ. Từ lúc 25 tuổi cho tới 36 tuổi em ở vậy nuôi con hả Lan? Dạ vâng ạ. Trời, những người tên Lan khổ hả? Em hơi bị xúc động. Hơi xúc động, bạn ấy rất là xúc động. Những người tên Lan vất vả lắm, khổ về đường tình duyên lắm. May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? May hôm nay em không gặp anh Điệp đúng không ạ? Dạ đúng rồi, hơn đó. Bên kia mà có tên Điệp cái chắc mệt về. Thôi giờ mình đổi không khí đi, mình hỏi chút xíu về đường tình duyên của nhà trai nè. Chị. Chào bạn. Dạ. Em thì cũng lập gia đình và em ly hôn thì được 2 năm. Hiện tại thì em có một bé trai đang sinh sống cùng mẹ. Bé trai bao nhiêu tuổi rồi anh hả? Bé nhà em năm nay cháu 7 tuổi chị ạ. Bên đây thì Tuấn cũng đã có gia đình. Dạ. Ly hôn 2 năm rồi, có con trai 7 tuổi. Sống với mẹ. Thật ra anh không nghĩ xinh đẹp thế này mà không có một cái người nào. Trước kia thì con em còn nhỏ, em cũng lo công việc cho ổn định để chăm sóc được cho con được toàn diện đầy đủ hơn ý. Nên là em cũng không nghĩ gì đến, với lại công việc của em chủ yếu là làm online tại nhà. Em buôn bán ở nhà luôn? Dạ vâng ạ. À, một mình nuôi con như thế? Dạ. Trời ơi, thiệt tiếc cho những chàng trai Hưng Yên. Cái người yêu lý tưởng của em, một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không mong muốn một người lý tưởng, một người toàn diện. Em chỉ mong là tìm được một người biết chia sẻ, biết đồng cảm cùng em gánh vác mọi công việc nội ngoại hai bên, cùng em nuôi dạy các con lên người. Mong là anh ấy có một công việc ổn định và sức khỏe tốt để chúng em có thể đi với nhau được một đoạn đường dài hơn nữa và hạnh phúc bên nhau. Một yêu cầu chính đáng với một cô gái xinh đẹp này. Còn chàng trai, chúng ta mong muốn có một người phụ nữ như thế nào? Với em thì em mong muốn một người phụ nữ biết chia sẻ trong cuộc sống, biết chăm lo cho gia đình. Thực sự là em cũng không muốn là bạn ấy là phải ra xã hội để mà lăn lộn ngoài xã hội. Còn cái việc ngoài xã hội thì em đảm nhiệm việc đấy. Đây không cần lo cũng được, đây tự lập rồi. Đúng rồi. Nói chung là những cái gì em yêu cầu á, anh nghĩ rằng cô gái này dư sức đáp ứng luôn. Nhà trai đi với ai? Dạ em có đi với chị của em. Chào MC Quyền Linh, Ngọc Lan và các bạn trường quay. Mình tên Dương, là chị của bạn Tuấn. Thấy bạn Ngọc Lan bên đây thì dễ thương, tự lập, cá tính thì cũng hợp với bạn Tuấn. Hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu.
từng có gia đình, mình cũng đã từng trải đồng cảm với nhau rồi. Mình nên hiểu mình cần sẽ làm hiểu gì để xây đắp. Rồi, cảm ơn em. Ngọc Lan đi với ai? Dạ, em đi với bố em và con gái em ạ. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là ba của em Hoàng Lan. Thì tôi thấy anh Tuấn cũng là một người cũng giản dị mà nghe chừng cũng sống chân thực. Cũng mong điều hai con sẽ đến với nhau và xây dựng hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú. À, con gái ơi, con có muốn mẹ lấy chồng không? Dạ, nếu như mà mẹ cháu tìm được người phù hợp thì chuyện này cũng có thể xảy ra được. Cháu ủng hộ không? Dạ, có ạ. Nếu mà đó là người phù hợp ạ. Vậy thì con nhìn chú đó đó, con thấy có cái gì phù hợp với mẹ mình? Cháu thấy chú không khá là trưởng thành. Chú trưởng thành hả? Con thấy chú dễ thương không? Chú nghĩ là tại vì chú là một người làm ăn thì chú cái vẻ dễ thương thì nó cũng không có. Trông nó trưởng thành và đàn ông nhiều hơn ạ. Rồi, được rồi, con gái. Hai bên mình mở rào để hai bạn gặp mặt đi ha. Dạ, mở rào. Chào ạ. À, mình cảm ơn quà tặng bạn nè. Lần đầu tiên gặp bạn. Em xin, em cảm ơn anh. Đây là đặc sản nhãn Hưng Yên của em. Mình cảm ơn bạn. Có cuốn sách tặng anh. Mình cảm ơn bạn. Dạ vâng. Cuốn sách này là mang tên Chìa khóa hạnh phúc. Em cũng mong rằng là em sẽ gặp được một người phù hợp cho mình một cái chìa khóa mở hạnh phúc cho em và anh ấy. Bởi vì hạnh phúc thì là một sự lựa chọn chứ không phải là một sự đánh đổi. Nên em mong rằng là chúng ta sẽ tìm thấy chìa khóa hạnh phúc của mình ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn cảm nhận về mình thế nào? Em cảm thấy anh cũng khá là chững chạc. Mình thấy bạn cũng là người chững chạc, một người phụ nữ là biết tự lập và chăm lo cho con cái. Đấy là một cái điều mình cần. Mình bây giờ giữa bạn và mình nó đều trải qua một cuộc hôn nhân rồi. Mà cái điều mình mong muốn ấy, mình tìm một người phụ nữ để mà về để chia sẻ cho nhau và cảm thông được cái cuộc sống của nhau. Để rồi đi tới một cái hạnh phúc cuối cùng. Đấy là cái điều mình mong muốn. Thực sự là em là một người sống nội tâm. Thế nên là nhiều khi là em có giận ý là em cũng không nói ra đâu. Bởi vì là khi mà ai đó yêu em thật lòng thì họ sẽ biết là em đang suy nghĩ gì. Thực sự là cái đấy cũng có thể là một cái khó. Nhưng mà em cần một người như thế. Bởi vì khi mà yêu nhau thật lòng rồi, con người ta không cần nói cũng có thể, chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau đã hiểu nhau là như thế nào. Em cũng mong em tìm được một người như vậy để cùng em xây dựng một hạnh phúc. Thì mình đăng ký với chương trình thì thật ra như bạn và mình đều đến để cho nhau một cái cơ hội. Bạn và mình thấy cảm thấy là hợp nhau và có những cái suy nghĩ nó cùng nhau, cùng một quan điểm sống với nhau. Thì mình có thể là tiến tới những cái xa hơn. Về con. Con mình thì hiện tại là đang ở với mẹ. Bây giờ hiện tại là mình đang sống một mình. Sau này ví dụ như có tiến tới được xa hơn ấy, thì mình nghĩ là trước mắt là mình phải thương được con của bạn thì mình mới thương được bạn. Và mình trong cái tư tưởng của mình thực sự là đến chương trình mình yêu cầu các bạn biên tập viên là mình tìm một người đã có gia đình rồi thì nó cùng chung một hoàn cảnh với mình. Đấy, cùng chung hoàn cảnh rồi thì là khi mà con thì của chúng bạn ta sẽ có sự đồng cảm, đồng cảm nhau rồi dễ hơn. Và dạ, khi mà mình có yêu thương của con của bạn, dạ, thì chắc chắn sau này về già thì con của bạn sẽ chăm sóc lại mình. Đơn giản, mình nghĩ đơn giản là như vậy. Còn về Lan thì không biết suy nghĩ là suy nghĩ của em thì cũng giống như anh. Bởi vì là em thương con em bao nhiêu thì em cũng sẽ thương con của chồng em bấy nhiêu. Tính em thì nó cũng khá là nghiêm khắc. Ngay cả bản thân con em thì em cũng có một cái sự nghiêm khắc với con để con có thể độc lập và trưởng thành. Em mong rằng là anh sẽ cùng quan điểm dạy dỗ con giống em. Ok, về cái quan điểm dạy con thì cái điều này thì mình hy vọng là cả hai đều cùng chung một quan điểm. Tất cả mọi việc là đều về con. Bây giờ em trai,
tới nắm tay Lan cái đi. Rồi mình thử trao đổi xem, hỏi em khoảng bao lâu thì mình có thể đến với nhau được. Bước tới đi Tuấn. Nhìn thẳng vào Lan kìa Tuấn. Thực sự đến giờ này thì để mà nói mình không còn trẻ. Mình cũng năm nay thì là cũng 36 cả rồi đúng không? Mình cũng muốn là xác định một cái tương lai nó... Mình cũng muốn nhanh, vì là mỗi tuổi nó sẽ một già đi. Mình hy vọng, không biết là Lan, với Lan thì nếu như mà mình cho nhau cơ hội, mình cho nhau cái tình yêu thương thì dự tính là trong bao lâu? Bởi vì em đã từng một lần đổ vỡ nên là em muốn có thời gian tìm hiểu. Và em muốn đi để bền vững sau này, đến khi chúng mình nhắm mắt xuôi tay, chứ không phải là một vài thời gian xong rồi chúng ta lại tan rã. Yêu nhau thì phải tìm hiểu nhau. Dạ. Tìm hiểu từ tính cách đến cuộc sống gia đình. Đấy, thì mình hy vọng là đến với chương trình hôm nay, ta hãy trao cho nhau cơ hội để có một sự tìm hiểu. Hết thời gian. Về ghế đi các bạn. Các bạn cũng có thời gian khá dài để cùng trao đổi câu chuyện này. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Nào, hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hôm nay có ba của Lan. Tuấn có thể nói gì với ba với lại con gái? Con xin chào chú và chú chào con gái. Hôm nay con đến với chương trình thì cũng rất may mắn là được gặp bạn Lan là con gái của chú. Con cũng rất cảm ơn chú là đã sinh ra một người con gái mà có một cái đức tính là thực sự là những cái đức tính mà con cần hiện tại. Con rất cảm ơn chú. Con chúc chú có một sức khỏe dồi dào. Thực sự là con gái hãy tin tưởng chú, nếu như chú có được cái cơ hội đến với mẹ thì chắc chắn rằng cái chuyện chăm lo cho mẹ và con, chú sẽ là cái người mà không để cho mẹ con thất vọng. Hay quá. Một nụ hôn đầu tiên ngày gặp mặt nào. Các bạn đẹp đôi lắm đó. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z. Nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc. Các bạn hãy nắm tay nhau, đi đến nơi nào mà mình thích, hãy chăm sóc tình yêu thăng hoa các bạn nhé. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên cực kỳ dễ thương thưa quý vị ha. Còn bây giờ thì Quỳ Linh và Ngọc Lan giới thiệu quý vị và các bạn cặp đôi thứ hai. Xin mời. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi. Bây giờ mối tình lân cận nha. Cũng tình cờ được quen biết với là các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp đó, nên rồi mình tự rút luôn. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn á. Bên kia người ta không thích nhậu nhiệm. Dạ
đô của em thì tới thùng được. Dạ đô của em thì tới thùng được. À. Đô của em thì tới thùng được. Mà... mời nhà trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái. Dạ, mời em ngồi. Đây, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ, đặc biệt là gửi lời chào thân thương tới bạn gái bên kia. Em tên Ngô Quốc Phi, em đến từ huyện Cái Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện em là dược sĩ cấp phát thuốc tại một phòng khám đa khoa. Hiện tại cũng đang học, sau đại học tại Cần Thơ. Tức là chưa có mở cái tiệm thuốc này kia, dạ, đúng không? Dạ, chưa. À, cái nghề này giờ ổn định, dạ, lắm á. Định hướng tương lai thì cũng dự định là sẽ mở một cái nhà thuốc rồi. Rồi. À. À, em bị sao vậy Phi? Dạ, cái cổ em nó bệnh từ nhỏ anh. Tại rồi điều trị giờ nó cũng đỡ rồi. Đỡ chưa? Dạ. Cái này là đi chăm cứu này kia, chắc anh nghĩ chắc... Dạ, đúng rồi. Ổn hả? Tại đang tập vật lý trị liệu này kia đó. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin chào chị, chào anh Huyền Linh và chào khán giả ở trường quay cũng như khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Trần Ngọc Thi. Em sinh năm 1989 và em ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em bán sỉ quần áo thời trang. Mình buôn bán tại nhà luôn hả cưng? Dạ, em bỏ sỉ cho tất cả cửa hàng. Ồ, giỏi vậy đó hả? Dạ. Phi có ưu điểm, khuyết điểm gì Phi? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, hai một hỏi. Nhược điểm thì mình thẳng tánh quá là người ta không có thích. Đúng á. Dạ. Đôi khi nói có những chuyện nhạy cảm cũng đừng thẳng tính quá. Dạ. Giống như em mới gặp anh, em nói ông Quyền Linh xấu quá. Anh xấu thiệt, nhưng mà nhiều khi nói anh Quyền Linh cũng dễ thương ha. Dạ, né né bớt được. Anh à. Né ha. Có tật xấu gì không Phi? Em là nó hơi quạo á. Hơi quạo luôn hả? Quạo nhiều lúc không? Nói chung là áp lực công việc thì mình stress cho nên là cũng... Dạ. Mỗi lần quạo vậy em làm gì cho mình hết quạo? Dạ, nghe nhạc. À, dạ. Thì lúc nào cũng để cái máy nhạc nghe bên kế bên nha. Bên đó nếu mà mai mốt mình có quen nhau rồi, chuẩn bị cái máy nghe nhạc nha, để cho bạn mình bớt nghe quạo đó. Nhà gái nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Dạ, về ưu điểm thì em được nhiều lắm. Nhưng mà đại khái là mình cũng được vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn về nhược điểm là mình giỏi nội trợ và giỏi nấu ăn lắm. Thôi kệ, mình kinh doanh buôn bán mà cũng có thời gian. Đường tình duyên của em sao Phi? Dạ, em trải qua một mối tình sau khi liên thông đại học, thì lúc đó thì cũng có quen bạn trong lớp. Thì nói chung là ngành y tế thì học cũng nhiều á. Đôi khi mình vô tâm quá thì dẫn đến là hai người là không đến được với nhau. Rồi, dạ, nhận ra cái đó được rồi. Dạ. Thật ra không nhận ra cái đó mới là nguy hiểm. Mình mới chơi bạn bè, mình vô tâm bạn bè là người ta nghỉ chơi mình luôn, đừng nói chi trong tình yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ đã nhận ra rồi đúng không? Dạ. À. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? À dạ, em có hai mối tình rồi, nhưng mà mối tình đầu thì nó xa rồi, mình quên rồi. Bây giờ mối tình lân cận nha. Cũng tình cờ được quen biết với là các bạn đó. Rồi hai người cũng có tìm hiểu qua, nhưng mà rồi mình giữ ở mức tình bạn thôi. Nhưng mà thấy cái tính cách không có phù hợp á, nên rồi mình tự rút lui. Vậy là chưa yêu luôn? Có thích. Có thích thôi chứ chưa yêu luôn đó. Bây giờ tương lai mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào nè? Người bạn trai á là điềm tính, nhẹ nhàng. À, không có gia trưởng. Được không Phi? Nói chung là hiện đại giờ thì cái tánh gia trưởng thì nói chung là cũng không có còn nữa. À. Em có điều gì không thích ở đàn ông không? Điều không thích đó là đàn ông đó, hay nhậu nhiều. Như vậy đi. Vậy thôi. Dạ. Sao mà nó đơn giản quá vậy trời. Dạ, chào chị. Chào nhà trai. Dạ. Bên kia người ta không có thích nhậu nhiều. Dạ, đô của em thì tới thùng lận. Dạ, đô của em thì tới thùng lận. À. Đô của em thì tới thùng lận mà. Dạ em chưa nói hết à. Đô thùng trừ 22 lon người ta uống, em muốn 2 lon à. 2 lon là cũng nhiều. Tần suất một tuần đi nhậu bao nhiêu lần? Dạ nói chung là bên dược em cấp phát thuốc cho nên là cũng cùng lắm là chiều thứ 6 rồi, nếu mà có thì mới nhậu thôi. Còn bình thường là không được nhậu. Phát thuốc người ta rồi bắt phát lộn sao đúng không? Dạ đúng rồi, dạ, dạ. Ừ, không độ ha. Đó, về điều trị cổ này cho nó chắc. Dạ, nói chung là cố gắng là giờ tập vật lý trị liệu để nó đỡ hơn cái... Nó bị vôi hay sao em? Cảm giác là nó bị dính lại á. Ừ, dạ, cho nên giờ nói chung phải tập vật lý trị liệu đúng nhiều rồi. Là từ nhỏ luôn á hả cưng? Dạ, em bị là từ năm 16 tuổi thì trải qua từ từ nó càng ngày càng ấy rồi. Nó lại phải trị sớm nữa ha. Mai sự cái vôi hóa rồi đó. Rồi, anh qua coi nhà gái thôi.
Trời trời, con gái dạ, dễ em thương chào ha. Anh Lên à. Trời em, bây giờ anh nghe tiếng nói của anh cảm nhận anh thế nào? Em cảm nhận là anh hiền và có lẽ là anh cũng tốt bụng á. Ừ. Dân Tiền Giang tốt bụng lắm em ơi. Lành tính lắm, nhìn lành tính. Lành tính lắm ha. À, dược sĩ cũng nhẹ nhàng lắm. Chồng làm dược sĩ, vợ mua bán này kia, thậm chí vợ bán thuốc luôn cũng được. Bán thuốc phải có bằng đàng hoàng. Thì đâu, thì giờ chồng bán vợ phụ thôi, dù em mới lấy thuốc gì tính tiền rồi đó. Ừ. Cụ thể hơn, ví dụ như giờ anh nói là học Cần Thơ vậy đó, rồi mình ở xa vậy có được không? À, dạ được, nếu như mà mình bây giờ mình cũng có điện thoại mà mình cũng có thể nói chuyện được với nhau thường xuyên. Và sau này nếu mà lập gia đình thì không biết là anh có điều kiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh không? Nếu mà có chỗ bán thuốc ngon thì chắc anh nghĩ chắc anh cũng về đó. Bán thuốc ở đâu bán cũng được mà, thậm chí mở 2-3 chỗ cũng được. Ừ. Cai Lậy cũng gần lắm em, đây cao tốc tới Cai Lậy luôn rồi. Anh như bạn nữ Bình Chánh đúng không? Dạ đúng rồi, Bình Chánh thì từ Cai Lậy lên đó tầm khoảng tiếng 30 phút thôi mà đi cao tốc nhanh lắm. Dạ. Sao em không tính em đi á, tính phụ nữ đi như vậy? Dạ khi đó là em tính em đi là từ Cai Lậy lên Sài Gòn á chứ. Ừ. Mong muốn của em sao nè? Dạ tìm được một cô gái là biết đồng cảm với chia sẻ, rồi nói chung là dễ thương hoạt bát là ok rồi chị. Bên dạ. Đây dư. Dư những cái điều kiện mà em cần luôn. Dạ dạ. Nói chung cũng đơn giản, giờ nói chung là cũng hàng băm rồi. Mà nó cũng lớn rồi cho nên là tiêu chí là nó cũng đơn giản thôi. Có gì không thích đâu, có gì không thích ở phụ nữ không? Nói chung là nếu bạn nữ ăn bận lôi thôi này kia quá, trang điểm mà hơi mà lè lẹt quá thì nó không tốt lắm. Trang điểm cỡ vậy là được không? Cỡ vậy là được không? Quá ok chị. Trang điểm vậy là được đúng không? Dạ dạ. Bên đây chỉ cần trang điểm nhẹ thôi, đánh viết chì vô mắt tí thôi là lung linh luôn. Hỏi có lèo lẹt gì chứ. Đó, anh nói vậy là em hiểu rồi đó. Dạ dạ. Anh chấm trước cho em luôn rồi đó. Mẹ đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây cùng hai người bạn đang ngồi ở trường quay. Hai người bạn. Hai cô hot girl. Dạ chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Xin chào anh. Em là bạn của chị Thi, thì bạn cũng lâu lắm rồi, thì chị rất là hiền mà chăm chị nữa. Ừ. Theo em thì em thấy anh bên đây thì em thấy ảnh hiền, thì em nghĩ là chị cảm nhận thấy mình hơi thích hoặc là, thì em nghĩ là nên cho cơ hội thì cho hai người quen nhau quen thử coi như thế nào. Quen thiệt thì chứ quen thử chi. Tại vì em nghĩ là quen thử nếu mà cảm thấy hợp á thì tiến đến hôn nhân luôn. Em gửi chưa thử ra được không? Thì nếu mà thấy ok á thì quen luôn thì đó đi. Bé gì thiệt tình dễ sợ. Hiền quá. Dạ chơi đi với ai? Dạ em đi với vợ chồng chị Tư em ạ. Chào anh chị. Chào anh chị Tư. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào em. Em là chị họ của Phi. Thì nói về Phi thì rất là chân thật, hiền và lành tính. Ở Phi thì chị cảm nhận em nó rất là ý chí, cầu tiến và nghị lực. Nãy giờ chị nghe hai đứa em nói chuyện thì chị cũng rất là cảm tình với cái bạn gái bên này. Chị nghĩ là giữa một cái biển người mênh mông mà tụi em gặp nhau ở đây là một cái duyên rất là lớn. Nên là tụi em nên cho nhau một cái cơ hội. Hay quá chị Tư. Cảm ơn nhà trai. Được rồi. Bây giờ mở nào. Thi với Phi sẽ gặp nhau. Tiến tới đi Phi. À, lần đầu gặp thì anh có gửi món hoa rồi em. Dạ em cảm ơn anh. Anh ơi, em cũng có món quà để tặng cho anh. À, cảm ơn em. Em nghĩ sao về tình yêu sét đánh ta? À, tình yêu thì nó phải có một cái sự chung thủy. Và mình nhìn nhau thì mình có một cái tình cảm. Và tình cảm nó thể xuất phát từ trái tim thôi. À, chứ anh thật ra anh đến đây là anh cảm giác là vừa bị trúng một tiếng sét. Là không biết là có sao không? Nhưng nếu mà có sao thì cũng mong em chị giùm anh. Dạ. Rồi, về chỗ ngồi đi Phi. Dạ. Nói chung khoảng cách thì nó cũng chỉ là con số thôi. Khi chúng ta mình tình cảm mình thật lòng với nhau thì cái đó nó không quan trọng lắm. Dạ. Dạ. Từ đây về quê anh là bao nhiêu tiếng? À, từ Bình Chánh nếu mà đi thì khoảng tầm 1.5 tiếng là tới nơi rồi. Anh cũng gần thị trấn Cái Lậy thôi. Dạ. Nếu sau này mà lập gia đình rồi thì anh sẽ định hướng là mình ở đâu? Nếu mà mình tìm hiểu mình tính cách nhau mình hợp nhau á
thì cái chuyện sống ở đâu nó không có quan trọng. Cái quan trọng mình thật lòng với nhau thì nói chung là cái ngành giữa của anh Nguyên Quyền Linh nói là đi đâu làm cũng được. Thì đó là chuyện đó cũng dễ dàng thôi, không sao hết. Trong gia đình thì anh là con thứ mấy? Anh, nhà anh thì có ba mẹ với đứa em với anh, chỉ có bốn người thôi. Nếu sau này mình lập gia đình rồi á, là mình sẽ sống riêng hay sống cùng với ba mẹ nè? Mình tự bàn với nhau thôi, cho nên là cũng không đến nỗi là phải làm dâu hay là sao hết. À, làm dâu thì em cũng không có ngại đâu, tại vì nếu mà có tình yêu thì chắc cứ là phải có sự hy sinh rồi. À, tính chừng nào thì nói chung hiện tại thì mình tìm hiểu trước, nếu mà tính cách mình hợp nhau thì mình cho nhau cơ hội. Dạ, em nghĩ cũng vậy. Quan điểm về gia đình như thế nào đối với hai bạn? Gia đình là một cái tế bào của xã hội, thì khi mà mình xây dựng cái gia đình hạnh phúc thì mình cũng tạo điều kiện cho cái xã hội phát triển luôn. Dạ, đối với anh là như vậy. Dạ, còn với em thì gia đình sẽ là số 1. À, là gia đình là ba mẹ rồi vợ chồng rồi con cái nữa. À, con cái, mình thích con trai hơn gái đầu lòng, nói cho nhau biết luôn. Nói chung là anh con trai con gái gì cũng được, cái đó là trời cho, mình có sao thì mình để vậy thôi. Dạ, em cũng quan niệm vậy. À, rồi kinh tế như thế nào? Hai bạn cưới nhau về rồi kinh tế ai giữ nè? Nói chung là nữ thì giữ tiền, thì nó nói chung là kinh tế thì dễ hơn là nam. À, đàn ông xây nhà, đàn bà xây đổ ấm mà. Điều gì anh không có thích ở phụ nữ nè, ở người vợ của anh á? Hơi kiểu dạng tẩm quá, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường, thì cái đó không hay lắm. Bây giờ em trai. Dạ. Em đang tính một cái phương hướng là lấy vợ về đó lập nghiệp, bán thuốc, trồng sầu riêng này kia, hay là ở đâu? Có khi nào thí dụ như bạn gái mong muốn em lên thành phố Hồ Chí Minh, em có đồng ý không? À, học xong chuyên khoa 1 thì mình có thể làm mọi nơi được. Ừ, vậy thì em còn học 18 tháng nữa. Thì bây giờ thử em định ra 18 tháng đó, em với bạn này sẽ quen nhau thế nào? Hẹn hò làm sao? Dạ, tại vì cái thời gian học thì nó cũng không có nhiều anh, cho nên là cũng thời gian cười rảnh cũng nhiều. Ừ, cần thiết thì mình cứ đón xe đò lên chở thôi, hoặc là mình xách xe mình chạy đi thôi. À, dạ, cũng gần mà. Cái vùng quê bạn này á, nó rất là thanh bình, mà ở đó toàn bộ người ta trồng sầu riêng, nhãn nè, trồng rất là nhiều loại trái cây, bởi vì nơi đất, vùng đất đó rất là nhiều phù sa, và người dân ở đó rất là tốt luôn, nhẹ nhàng lắm. Thật ra nếu mà về đó sống á, cũng thích lắm nha. Bây giờ nói chứ Cai Lậy cũng là một cái vùng đất phát triển rồi, cũng đông dân cư, buôn bán cái gì cũng được hết trơn á, đúng không em? Dạ đúng rồi. Ừ, về đó vẫn bỏ xỉ quần áo được. Không em, phải là không phải là quê đâu nha. Bây giờ nè. Giờ hai bạn. Đúng rồi, hai bạn tiến tới gần với nhau cái. Giao lưu cảm xúc với nhau một xíu, nắm tay nhau. Rồi. Nhìn nhau thật kỹ và thật lâu và thật sâu. Trong lòng mình thấy thế nào đó? Mình mong muốn gì với Thi đó? À, như em nói là vừa gặp bạn thì đục ngay tiếng sét ái tình rồi. À, không biết bạn nghĩ sao ạ? Cảm ơn anh nhiều. À, mình sẽ tìm hiểu ha. Rồi. Mà khi nắm chặt tay nhau rồi thì đừng buông tay nhau anh nhé. Ok em. Bây giờ Phi có thể hát tặng Thi nghe bài đi. Dạ, cái khoảng cách của hai đứa thì xa nhau thì em hát một đoạn trong ca khúc Vì Yêu ạ. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Ôi em, vì tình yêu anh sẽ làm tất cả gì để mang lại hạnh phúc cho em ạ. Làm tất cả gì để mang lại hạnh phúc cho em ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn em. Em ơi, bị gãy nhạc đó em. Bấy giặc Toshiba điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Chúng ta đưa ra quyết định cuối cùng của mình các bạn nha. Bắt đầu chưa? Hả? Bắt đầu chưa hả? Tụi em muốn bấm à? 1, 2, 3. Rồi bấm. Lẹ lắm. Rồi, chúc mừng các bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi đó. Bấm nút xong là nắm tay. Dạ. Hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên. À, thôi được. Không, đó là thủ tục của chương trình đó. Dạ. À, anh xin phép em. Dạ. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn chị Ngọc Lan ạ. Đây là những món quà dành cho các bạn.
Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp, lò nướng TLMC35Z, thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đây là quà của bạn gái tặng cho bạn. À, cảm ơn chị. Chúc mừng hai em. Xuống đường này nè. Dạ. Rồi, ngồi vào ghế đi em. Rồi, xin mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào em trai. Rồi cười tươi lên đi, được mở mặt nạ ra mà còn chưa chịu cười nữa. Rồi bây giờ em trai giới thiệu cho mình đi nè. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Phạm Đình Hưng, hiện nay em là giáo viên kiêm thêm công tác đoàn ở bên trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận 4. Với tính cách của em rất là năng động, hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt là em rất là thấu hiểu bạn nữ. Em cũng có một cái năng khiếu, đó là em hát rất hay, nên là nếu chương trình cho phép thì em xin được hát ở đây như một lời hò hẹn với bạn nữ bên kia. Rồi, trước khi hát thì cũng phải giới thiệu rõ ràng ngày tháng năm sinh nào, quê quán nữa chứ, đúng không? Dạ, ok. Thì em sinh vào ngày 29 tháng 1 1990, quê em ở Tiền Giang. Chị rất cần biết là Tiền Giang thì gạo trắng nước trong, và ai đi đến đó thì lòng không muốn về. Rồi, hay quá. Nhưng mà trước khi hát thì cũng phải biết mình đang hát cho ai nghe nữa chứ. Mình phải hỏi bạn gái bên kia tên gì. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh bên kia và xin chào mọi người. Em tên là Trần Thị Hải Vân, em sinh năm 1993. Em ở Gia Lai, hiện tại thì em đang làm ở Sài Gòn, em ở quận 6. Em đang là nhân viên văn phòng ạ. Bây giờ em đã sẵn sàng để nghe anh ấy gửi tặng mình bài hát chưa nè? Dạ rồi. Rồi, mời em trai. Em hay hỏi anh, gần anh yêu em nhiều không? Anh chẳng biết trả lời thế nào để đúng với cảm xúc trong anh. Khi anh nhìn em là anh giúp em cực anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Và đôi khi anh khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đấng, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Dù có nói bao điều, hạnh phúc trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Một buổi trò chuyện rất tức là phấn khởi đúng không em? Thế như vậy là tâm trạng ta thấy cảm thấy là vui rồi, đã cho nhau những cái năng lượng rất là tích cực cho một cái ngày mới đúng không ạ? Rồi, cảm ơn em, một bài hát rất là đặc biệt, rất là hay ha. Ủa nãy em nói em làm thầy giáo đúng không ạ? Dạ. Em dạy môn gì? Dạ, em dạy môn lịch sử của cấp 2 và dạy khối 6-7 ạ. Chắc thầy giáo vô lớp cũng hay hát cho học trò nghe lắm phải không? Dạ, thưa chị, sự yêu đời sẽ giúp cha tự tin hơn trong cuộc sống. Điều đó cũng sẽ giúp cho học sinh sẽ ngày càng có sự phấn khởi hơn trong công việc, trong học tập của mình hàng ngày. Rồi, vậy thì em nghĩ điểm mạnh và điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em đó chính là sự hòa đồng, sự tự tin, sự năng động và hơn hết đó là sự thấu cảm đối với đối phương. Và điểm yếu của mình đó là do em một số cái công việc, vừa là công tác chuyên môn đó là dạy môn lịch sử. Bên cạnh đó em còn dạy thêm là còn làm công tác tác đoàn. Thế thì lâu lâu thì em cũng nhiều việc để mà khó sắp xếp một cách hoàn hảo nhất. Tuy nhiên nếu em có bạn gái thì em sẽ sắp xếp một cách hoàn hảo nhất để có thể đến với bạn gái và có thể tâm sự với bạn gái hồi chút nữa này. Rất rõ ràng, mạch lạc.
Trước tiên em phải cho chị cảm nhận sau khi nghe anh hát. Em thấy anh ấy rất là vui tính. Nói chung là em rất là thích cái kiểu người mà cũng năng nổ như tình, thẳng thắn. Chị nghĩ quen với anh này là em cười không chứ em không có giận được đâu. Dạ. Là mình thấy là vui liền đúng không em? Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nhẹ nhàng trong cái cách xử lý công việc hàng ngày. Cũng là một điểm yếu của em luôn. Kiểu như thế này thì khiến cho em gọi là cảm giác bị cả nể, dẫn đến vấn đề nó sẽ không được giải quyết một cách dứt khoát. Em cũng khá là tin người, dễ bị lừa. Có bị lừa cú nào đâu chưa? Mấy cú. Chắc là cũng có, thấy chưa? Cuộc sống mà nó như vậy đó. Thì có mình có bị lừa thì mình sẽ rút kinh nghiệm, lần sau mình sẽ tốt hơn. Em cũng là một người khá là tham công tiếc việc. Với lại ở đây em chỉ ở với em gái, nên là thành ra là em dành hầu hết thời gian của mình cho công việc. Nhưng mà chắc chắn là trong tương lai khi có gia đình thì em sẽ phải cân bằng cái đó. Hùng hồn giống như anh này nói lúc nãy vậy đó, đúng không? Sắp xếp. Em không biết là có thể sắp xếp được hoàn hảo như cách của anh không, nhưng mà chắc chắn là em sẽ sắp xếp tốt nhất có thể để ưu tiên cho gia đình hơn. Rồi, hai bạn cũng cùng chung một chí hướng với nhau. Thật ra mình là tuổi trẻ mà, bây giờ thời buổi là năng động nữa. Thì nữa chúng ta cũng phải làm việc tăng hết sức lực để mà cho tương lai của chúng ta sau này, cho cái mái ấm của chúng ta sau này, đúng không em? Dạ. Thế thì về tình trường sao nè, thầy giáo? Dạ thưa chị Cát Tường cũng như các bạn nữ bên kia. Thế thì tình trường... Nhớ bạn nữ bên kia tên gì không? Dạ em quên. Thấy chưa, hỏi lại đi nè thầy giáo. Em tên gì anh ơi? Dạ em tên Vân. Em tên Hải Vân. Hải Vân. Rồi dạ. Nhớ dạ. Nha, không quên nữa nha. Thưa chị Cát Tường, thưa chị, thưa bạn Hải Vân. Thì anh thì nói chung là anh đã có 3 mối tình. Thứ nhất là mối tình kéo dài có thể sâu đậm nhất, đó là mối tình đầu tiên, kéo dài đến tận 7 năm trời. Tuy nhiên thì tính cách của bạn này thì cũng giống như là khá hung dữ. Mẹ em thì không có thích một nàng dâu giống như là hung dữ cho lắm. Cuối cùng thì hai đứa cũng có níu, cũng có níu kéo, cũng có giải thích cho mẹ, nhưng mà cuối cùng phải đành phải chia tay. Thì đó cũng là sự mất mát của em. Mối tình thứ hai, tính cách của bạn nữ không phù hợp cho em, cho nên là bạn nữ đó chia tay em. Và mối tình thứ ba là mối tình gần đây đây nhất, đó là em yêu đơn phương một bạn. Nhưng mà hung dữ là hung dữ cỡ nào mà mẹ em là không chịu? Giống như là bạn đó không phải là hung dữ một cách nói bình thường luôn, nhưng mà bạn đó là như là nói chuyện với em mà toàn là xưng là mày mày tao. Cái kỳ vậy? Dạ. Chắc hai đứa học chung hồi xưa hay sao? Dạ không, quen nhau từ lúc mà em là thầy giáo, là giáo sĩ sinh, là năm thứ 3. Rồi em lên làm thầy luôn mà bạn vẫn kêu em mày tao hả? Dạ, nhưng mà bạn đó vẫn gọi em mày tao, rồi cứ sai bảo, rồi sai khiến em, rồi cuối cùng bắt em làm này làm kia, giống như là người mẹ thứ hai của em. Cho nên mẹ em không chịu. Dạ. Mẹ em chỉ có một người mẹ mà thôi. Dạ. Vậy là chuyện hôn nhân của em là mẹ em quyết định. Hôn nhân đối với em đó là do em quyết định, nhưng mà mẹ em sẽ là người tư vấn cho em. Bây giờ rủi như em tiến tới mối tình thứ tư này mà em ok hết rồi, bạn đó ok luôn mà vẫn về mẹ em không chịu. Không. Vì một cái lý do gì đó nó không hợp với mẹ em một cái gì đó thì em tính sao? Không ạ. Mẹ em thật ra thì cũng rất là hiểu chuyện, rất là tâm lý. Kiểu như là mất là hổng láo mất dạy lắm thì mẹ em mới chấp nhận thôi. Mà nếu mà hổng láo mất dạy em quen làm chi? Đúng không thầy giáo? Dạ, mà tại vì càng về sau mới lộ ra cho nên... Mới đầu là trong không lộ, một chút xíu ra mới lộ. Dạ. Ủa vậy là hiện giờ em đang sống với mẹ hả? Dạ, em sống với gia đình em ạ. Hiện tại là có ba, có mẹ và có em trai của em. Ba làm gì, mẹ làm gì? Dạ, thưa chị Cát Tường và bạn Hải Phân. Thì ba em là làm trưởng khoa dược. Wow. Của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quá dữ, mẹ. Dạ, mẹ em là phó phòng giáo dục đào tạo quận 4. Trời ơi. Dạ. Gia đình có điều kiện quá vậy? Dạ. Cái này giàu có à nha, này dám đại gia lắm à nha. Dạ. Trời ơi, ghê quá, ghê quá. Rồi bây giờ thí dụ lấy vợ rồi có làm là vợ có làm dâu không? Dạ, thưa chị cũng như là bạn bên kia, bạn Hải Vân, thì đối với em chuyện hôn nhân nếu tiến được với nhau do hai vợ chồng cùng bàn bạc quyết định. Đối với gia đình em thì cũng không khó cho lắm. Nếu gia đình bạn Hải Vân mà chấp nhận là cho em được ở rể thì em vẫn chấp nhận. Không thì hai đứa có thể làm gia đình riêng. Hoặc là nếu như bạn vẫn muốn về gia đình để có thể chăm sóc gia đình hai bên thì vẫn có thể chấp nhận được. Rồi nếu ra riêng rồi có tích lũy, có nhà cửa đã có chưa? Dạ thưa chị, thì em cũng nói thật là bây giờ á, em ngoài công việc là thầy giáo, thêm một cái căn hộ cho thuê, cũng như là em là thành viên của cổ đông của hội đồng của công ty dược ở Sài Gòn của ba em. Em cũng có thêm một kinh doanh một số mặt ngành khác. Thì em thì một tháng em là khoảng 16-20 triệu, em chủ động là em đã mua được một căn nhà. Cái nhà đó là tiền riêng của em mua đó chứ rồi. Không phải là ba mẹ cho. Dạ. Phải không? Hay quá, thầy giáo thật là chủ động trong công việc. Rồi em gái giới thiệu về tình duyên của mình.
Em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên là hồi em đi học đại học là cũng kéo dài 4 năm. Mối tình thứ hai cũng 4 năm. Số 4 có vẻ hợp với em quá vậy. Còn mối tình thứ ba thì thực ra cũng chỉ mới quen được một thời gian ngắn thôi. Thì thông qua cái mối tình đó em cũng mong muốn tìm một người bạn trai của em bù lại những cái gì đã qua. Rồi thế bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm một người bạn trai cao chưa hơn em là được rồi. Người đó phải giàu có về mặt tình cảm, giàu về sức khỏe và giàu về ý chí. Giàu có về tình cảm thì là chị nghĩ là anh này có. Giàu có mà về sức khỏe thì trời ơi, ta ba mẹ người ta làm trong ngành y không à, là quá khỏe rồi. Nhiều khi anh này nó còn giàu có về kinh tế nữa đó, cái đó là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Đôi lúc nhiều khi có những cái nó chưa được nhưng mà tiền nó được thì thôi kệ, nó cũng du di nó qua hết. Em ví dụ giờ yêu nhau nè, muốn đi này chị nói nghiêm túc, ai chửi tôi chịu. Bây giờ mình muốn đi chơi để tìm hiểu nè, muốn đi du lịch nè, nói vậy đó mà giờ không có tiền lấy đâu đi, đúng không? Cơm lo ngày ba bữa chưa xong thì làm sao có cái thời gian để mà lãng mạn, để mà thư giãn, để mà tập trung, để tìm hiểu được. Yêu cầu của em sao, bạn gái như thế nào? Ngoại hình thì cũng chỉ cần dễ nhìn thôi, không cần quá xinh đẹp, bởi vì nhan sắc thì của người phụ nữ thì chỉ có trong thời thanh xuân. Thứ hai đó là một người phụ nữ thật hiền diệu và biết quan tâm gia đình hai bên, như vậy là đủ rồi. Ok, bây giờ có hình ảnh nhau rồi, tôi coi coi. Rồi em tìm xe thử coi. Trời ơi sao mà đông quá vậy, có vẻ lớp hai cô chọn một. Nào suy nghĩ cho kỹ nha, theo cảm nhận của trái tim suy nghĩ cho kỹ. Anh nào suy nghĩ kỹ đi. Chắc là anh này. Tại sao em chọn anh đó? Hai anh này thì đầu tiên là em nghe cái giọng anh ấy nói rất là to, nên là cảm giác cái người nó cũng to để nói được cái giọng như thế. Rồi hợp lý. Bên đây đây ạ. Rồi tại sao em chọn cô đó? Bởi vì trong hai tấm hình này thấy giống nhau hết. Chắc chắn rồi ha. Rồi mối lương duyên này tôi thấy là được 50% rồi đó. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim. Tôi sẽ mở cửa trái tim này ra để xem cảm nhận ngày hôm nay của hai bạn có chính xác hay không nhé. Em chào anh. Đúng không em? Dạ chắc đúng. Chắc rồi chứ còn. Đây đúng không em? Ừ đúng. Dạ đúng rồi. Cũng may mắn là em chọn đúng á, chị nãy chị tưởng em chỉ sai rồi đó chứ. Rồi cảm ơn hai bạn đã có một cái phần lựa chọn rất là thần giao cách cảm ha. Hai bạn đều đã chọn đúng đối tượng. Em có món quà này tặng cho bạn nữ trước ạ. Mình đã có ghi đầy đủ một bức thư trong cái cuốn sách của Lincoln. Mời bạn đọc cho tất cả một chương trình cùng nghe. Trời có thư luôn. Vật chất ha, tinh thần ha, khó thơ luôn. Trời ơi thôi dài quá vậy, trời ơi thôi dài quá vậy. Đọc đi. Dạ em xin phép đọc ạ. Chào em, người con gái tôi thương. Đã bao nhiêu đêm anh háo hức chờ đợi ngóng trông, xen lẫn hồi hộp lo lắng khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và người ta nói tình yêu và hôn nhân là kết quả của duyên và nợ, chữ duyên là do ông trời sắp đặt. Và hôm nay anh và em gặp nhau để tìm hiểu, còn chữ nợ là có thành là do sự vun đắp tình cảm hàng ngày giữa anh và em. Có câu duyên do trời định, phận do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt, chính là như vậy. Cũng có người nói không ai trên đời là có thể hợp nhau một cách hoàn toàn, chỉ có thương nhau khiến chúng ta thay đổi mỗi ngày. Những điểm chưa hài lòng về anh mong em sẽ chỉ ra và giúp anh phù hợp hơn với em và ngược lại. Tất cả vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cố gắng, anh sẽ thay đổi tất cả vì em. Anh phần còn lại em có thể đọc riêng được không ạ? Bạn cứ đọc hết từ em chứ bạn. Ủa, không em cứ đọc hết. Điều tất cả mong chờ của người tham gia chương trình đó là việc ấn nút để hẹn hò, ấn nút để tìm hiểu. Điều đó đồng nghĩa và chịu trách nhiệm với cái nút định mệnh đó. Liệu hai trái tim của hai người có thuộc về nhau? Thôi được rồi em, chị nghĩ cái này em giữ đọc riêng thì được rồi đó. Trời ơi may mà cô ấy đọc lưu lót em sinh hoạt đoàn luôn đúng không? Dạ. Cô trời ơi, cô đọc thơ mà cô toát mồ hôi hột luôn kìa. Tặng hoa cho người ta để cho ta đỡ rồi, để ta mệt lắm rồi nè. Xin tặng em bó hoa như lời hành động đầu tiên dành của một người con trai rất nghiêm túc trong tình cảm. Dạ cảm ơn anh. Nãy giờ trấn áp bạn nữ quá, thử đổ mồ hôi rồi. Cái thơ đó là anh viết cho em, chị biết chắc chắn cái này là lời lẽ của ảnh, tại ảnh là thầy giáo chứ không phải là anh copy ở đâu cả. Dạ. Cho nên những cái lời chân thành này
mình đọc bao nhiêu đó là mình khán giả đủ hiểu rồi. Không, thật ra em cũng cảm nhận được một chút. Đó, rồi bây giờ em hãy phát biểu cảm nghĩ khi mà cánh cửa trái tim này mở ra. Đầu tiên là em chọn đúng rồi, là em nghĩ là cũng có một cái gì đó, dạ, cũng có một cái duyên. Hôm qua từ lúc đầu đến lúc mà mở màn hình ra thì em thấy anh là người rất là chân thành, trọng tình cảm. Đó là cái yếu tố mà em cũng rất mong muốn tìm ở cái bạn của mình. Và thông qua cái bức thư của anh ấy nữa, anh sẽ quan tâm từ những cái điều nhỏ nhất là rất là ok rồi. Rồi, thế còn em khi cánh cửa trái tim này mở ra, cái cảm xúc đầu tiên của em là gì? Thì đối với em thì bạn nữ rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Dạ. Với cặp đôi này thì tôi nghĩ tôi ngồi đây nó bị dư thừa rồi quý vị. Nào cũng rất là lanh và rất là chủ động trong công việc cũng như trong suy nghĩ và cái hành động của mình. Bây giờ xin mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn, ăn bánh, uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Chị Tường sẽ ra ngoài, đâu cần chị Tường ngồi đây nữa. Rồi bây giờ chị Tường mời hai bạn ha, vừa ăn bánh vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Người ta thường hay nói phụ nữ thì nên chủ động, đặc biệt là cái gì á thì phụ nữ cũng là trên hết. Mời bạn đặt câu hỏi. Mời em đặt câu hỏi. Anh thấy thì sao? Giống như lúc nãy anh từng nói. Dạ. Em là một cô gái rất xinh xắn. Em ngoài cái sự xinh xắn trong cái ngoại hình thì anh còn nhận thấy đó là em còn có một sự đó là hiền dịu. Theo cách chia sẻ, cách tâm sự của em đối với chương trình cũng như đối với anh lúc nãy. Dạ. Thì anh hy vọng anh đã chọn đúng đối tượng, rất giàu tình cảm đối với anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng thấy anh rất là giàu tình cảm, rất là về tiêu chí mà em đặt ra trong đầu em á, anh phù hợp hết. Giàu tình cảm, thẳng thắn và rất là biết quan tâm đến người khác. Anh nói công việc của anh là khá là bận đúng không ạ? Mình chỉ bận khi mình chưa có người yêu. Khi mình có người yêu rồi thì mình sẽ sắp xếp mọi công việc để mình có thể đến bên cạnh người mình yêu một cách nhanh nhất. Dạ. Về em. Dạ. Em hiện nay là em làm ở văn phòng ở công ty nào? Dạ, em đang làm ở ngân hàng Techcombank ạ. Anh rất thích những mà em làm một phần nào? Dạ em làm bên hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp. Đối với anh á? Dạ. Nếu như một người bạn gái cũng như là một người yêu sau này hoặc là tiến tới là người vợ mà thường họ làm ở ngân hàng thì điều đó chứng tỏ là cô ấy rất tính toán. Ở đây không phải tính toán trong cái việc đó là chi tiêu, mà tính toán ở đây đó là việc sử dụng tiền một cách hợp lý. Dạ. Và đó cũng là một những yếu tố mà có thể là phụ nữ của gia đình cũng cần phải nên học tập để mà cũng như là có thể khi mà hai chồng sau này tiến tới với nhau thì cái vấn đề như là anh sử dụng tiền như thế nào về các khoản vân vân thì sẽ có một người vợ hỗ trợ cho anh để mà có thể tiêu tiền một cách tiết kiệm hợp lý nhất. Tại vì công việc của em thì cũng khá bận, nhưng mà khi mà em quá bận như vậy á thì anh có thể thông cảm. Không sao, công việc của anh cũng thứ nhất là cũng bận, mình có rất nhiều cách để mình có thể hò hẹn chứ đâu phải là chỉ duy cách duy nhất là phải trực tiếp gặp nhau ở đây. Dạ. Sau chương trình này mình có thể là mình sẽ chủ động cho nhau một cái Zalo hoặc là một cái số điện thoại hoặc là một cái Facebook nếu được. Và anh biết ở đây biết một chi tiết nữa, đó là ngành ngân hàng thường cái này đối với anh thôi nha, thì anh biết một chi tiết nữa là hình như là 4-5 giờ chiều đã tan sở. Và gia đình anh rất là dễ đi chơi, coi như là cũng không có nề hà giờ giấc, cho nên là bạn em cứ yên tâm. Nhưng mà em 4-5 giờ em vẫn chưa xong việc á, em làm đến 8-9 giờ. Ok, mình có thể hò hẹn nhau đến 10-11 giờ cũng được. Dạ thì nói vậy thôi chứ chắc chắn là mình sẽ phải sắp xếp để sớm hơn chứ không thể để trễ như okay. Không nói chuyện yêu đương đi, nói chuyện công việc không hả? Dạ. Rồi, bây giờ mời hai bạn chơi một cái trò chơi nhỏ của chương trình nha. Mỗi bạn sẽ bóc một cái lá thăm và đọc lớn lên yêu cầu của chương trình ở trong này, rồi chúng ta sẽ thực hiện theo. Rồi, bạn gái đọc trước đi nè. Bạn trai hãy thể hiện một hành động lãng mạn mà bạn gái yêu cầu. Rồi, em đọc thử của em coi nè. Khi gặp một đối tượng khác phái, bạn chú ý điểm gì ở ngoại hình người ấy đầu tiên? Bây giờ, bạn gái yêu cầu bạn trai làm cái gì nè? Em muốn yêu cầu anh ấy làm cái gì? Một hành động lãng mạn hả chị? Ừ. Hay nếu em cho phép thì anh sẽ chủ động làm chuyện đó giùm em. Dạ. Em cho phép anh mượn đôi bàn tay của em. Em đứng lên giùm anh. Em hãy nắm chặt đôi bàn tay của anh. Anh có thể sẽ không được gì ngoại hình trong mắt em, nhưng anh nói thật với em rằng tình cảm của anh dành cho em là những cảm xúc chân thành nhất. Hãy trao cho nhau cơ hội để yêu thương.
hãy trao cho nhau cơ hội để họ hẹn. Anh nguyện anh sẽ nắm giữ đôi bàn tay của em đến suốt cả cuộc đời em nhé. Tụt lẹo quá vậy, xong còn phải để cho người ta cảm nhận cho buông tay ta cái rập con đi vậy không? Trời ơi, thiệt tình á. Rồi, được rồi, buông nhẹ nhẹ thôi rồi đi về, cảm ơn em gì đâu mà. Tự nhiên buông tay ta kết rập à, người ta chưa gì ngồi xuống nữa, ông đi mất tiêu rồi. Giờ tới phiên em. Đối với em, chú ý ở ngoại hình của người ấy đầu tiên đó là khuôn mặt. Cô ấy có một đôi mắt rất sáng, đó là một đôi môi rất tươi như là những trái mọng chín trên cành. Cô ấy có một cặp lông mày rất đẹp. Chính ba yếu tố đó đã tạo ra sự hài hòa trên khuôn mặt của người đẹp. Và anh hy vọng em sẽ là người đẹp nhất của Long Anh. Rồi, em cảm nhận như thế nào về cái sự tỏ tình của anh lúc nãy? À, em cảm thấy là anh rất là thật tình. Từ đầu đến giờ, anh ấy cũng là người khiến cho đối phương cảm thấy rất là dễ vui. Nói chuyện rất là khiến cho mình cảm thấy thoải mái chứ không có bị áp lực lắm. Nói chung là em cảm thấy rất là vui khi mà nói chuyện với anh đó. Rồi, may quá, chị chỉ sợ em bị choáng thôi. Thật sự là anh này rất chân thành, nhưng mà rất là mạnh mẽ, rất là tự tin. May mà em cũng là một người rất là năng động, đã trưởng thành, có trải nghiệm. Rồi một câu hỏi nữa dành cuối cùng nè, dành cho em nè. Thế em nghĩ thật lòng nha, thật lòng nha, em nghĩ bạn gái này vừa ý của mẹ em không? Nếu như em có dịp được về nhà anh thì chắc chắn mẹ anh sẽ gật đầu đồng ý. Thế bây giờ nè, giáo nè, nãy giờ văn chương rất là lai láng, em có thể xuất khẩu vài câu thơ. Thứ nhất là anh hy vọng em sẽ nhìn thẳng mặt anh. Em đang nhìn. Rồi, nhìn thẳng để có cảm xúc làm thơ. Em có hiểu hiểu chăng, trên trái đất này khoảng cách nào là xa nhất? Đối với anh, các khoảng cách chỉ là những con số. Những lời anh viết trong thư đó là chính tấm lòng của anh. Và anh, và hơn hết không phải bằng những lời nói mà chính là hành động của anh đây. Anh sẽ là người đàn ông lý tưởng nhất vì em mà thay đổi để phù hợp với em hằng ngày. Vậy vì sao em không chọn một lần nữa em bấm nút hẹn hò để mà yêu anh? Wow, hay quá. Mời hai bạn nhắm mắt lại và đặt tay vào. Một, hai, ba. Hết thời gian. Thở ra quá em. Trời, tưởng cô không bấm hả em? Nếu mà cô không bấm thì em nghĩ sao? Em vẫn chấp nhận để mà giống như là sẽ có cơ hội ở bên ngoài để có thể gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn. À, có nghĩa là vẫn không bỏ cuộc. Dù cô không bấm ra ngoài, em vẫn đeo đuổi cổ. Dạ. Hay quá, một thằng chàng trai rất bản lĩnh. Trước tiên là nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những món quà của chương trình gửi tặng cho bạn ha. Vé xem phim tại rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến xem phim và tìm hiểu nhau. Một món quà. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Một nụ hôn dành tặng cho nhau. Anh xin được mạn phép lấy bờ môi của anh đặt lên bờ má hồng của em. Rồi, chúc mừng hai em. Dạ. Chúc mừng quý vị, hôm nay chúng ta đã có một buổi trò chuyện ha. Để xem các xem với cặp đôi này. Những ai mà còn đang một mình hãy mạnh dạn đăng ký với chương trình. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Rồi, nào, xanh vô ghế xanh ha. Trời ơi, đỏ vô ghế đỏ ha. Mà tôi thấy vàng vàng lấp lánh quá, trời quá đất luôn. Rồi bây giờ xin mời hai cô gái xinh đẹp của nhà gái. Xin mời hai em à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ trước nha quý vị. Em tên là gì? Dạ thưa chị Cát Tường, em tên là Đỗ Nguyễn Quốc Khải Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại em đang ở quận 8 Hiện tại mình đang làm công việc gì nè? Dạ em vẫn là đang là sinh viên của trường Đại học Sài Gòn. Đây là năm thứ tư. Vậy là học ngành sư phạm Sư phạm? Muốn gì?
Em học ngành sư phạm lịch sử địa lý. Wow, lâu lắm mới nghe có một chàng trai mà học sư phạm mà học về lịch sử địa lý ha. Rồi bây giờ là mình đang sống với gia đình luôn phải không? Dạ, ba mẹ luôn. Nhà đông anh chị em không? Dạ, hiện tại thì em có một cô em gái, có hai người mẹ lận ạ. Mà hai mẹ sống chung nhà với nhau luôn? Dạ đúng rồi. Rồi hiểu rồi. Mà thường thường là nghe lời mẹ ruột hơn hay là mẹ nuôi hơn? Thường thì em thấy mẹ nuôi thương em nhiều hơn mẹ ruột à. Chết dạ, thì vậy mẹ ruột dạ. Làm gì? À, mẹ em thì là chuyên về buôn bán bao bịch ni lông với lại túi rác à. Chắc là bận rộn quá thôi. Dạ. Chứ không phải là không thương em mà tại bận rộn quá. Còn dạ. Mẹ nuôi là cái người gọi là nâng khăn sửa túi cho em đó đúng không? Dạ, đúng lo rồi. Từ cơm miếng cơm manh áo từ cái lúc em mới sinh ra. Cho nên cái tình cảm nó khăng khít hơn. Dạ. À, chứ còn mẹ ruột thì phải bận ở ngoài mưu sinh. Dạ, đem tiền về cho mẹ nuôi lo cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nói vậy mẹ ruột nghe mẹ ruột buồn. Không phải không thương mà tại không có thời gian chăm sóc. Nha. Giống như con gái chị nó cũng có hai người mẹ, một là bà ngoại nó, hai là chị. Bà ngoại nó nuôi còn chị cho tiền. Vậy được rồi, mẹ nào cũng thương mà đúng không quý vị? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thưa chị, cái tường điểm mạnh của em thì được mọi người nhắc đến là có ý chí cầu tiến, độc lập, biết quan tâm đến mọi người xung quanh của mình. Còn điểm yếu của em là hay dễ bị tin người. Hay dễ tin người. Hồi đó giờ có tin ai mà dẫn tới là nó hại bản thân mình chưa? Dạ thưa là có. Hồi đó em đang học năm 3 tại trường thì có một, em có quen một bạn kia cùng khoa luôn. Trai gái? Dạ bạn trai ạ. Ừ. Thì bạn đó có mượn tiền em, thì bạn đó mượn em 2 triệu. Cái em cứ nói là mượn 2 triệu đi, rồi tháng này mày trả tao nha. Cái tháng đó bạn đó chưa trả, thì em đẩy sau 2-3 tháng nữa. Các bạn nó vẫn chưa trả luôn. Cái em hỏi thì số tiền đó của tao như thế nào rồi? Thì bé nó im lặng, bé nói giờ cho tao mượn thêm 5 triệu được không? Đó. Em thấy giờ 2 triệu mà chưa trả mà sao cho mượn thêm 5 triệu nữa. Cái nói thôi mày sắp xếp trả giùm tao đi. Thì sau đó 2-3 ngày sau bạn nó có trả. Sau đó thì bạn nó hủy kết bạn em luôn. Cái mình thất vọng, mình tin người mình cho ta như giúp đỡ người ta mà sau đó người ta lại hủy mối quan hệ của mình. Tại vì đòi nợ đó. Dạ đúng. Nhưng mà phải thấy mừng chứ thôi, không mừng là mất thêm 5 triệu nữa. Bởi vì em thấy tiền bạc phân minh thì ái tình thì dứt khoát à. Wow. Đúng rồi, câu này hay. Tiền bạc là phải phân minh, ái tình là dứt khoát. Để hỏi hỏi có ái tình có dứt khoát không nha. Dạ. Hiện tại là ngoài thời gian học rồi rảnh rỗi em làm gì? Hiện tại em có một quán cà phê tên là Ola ở dưới Long An à. Thì sao tự nhiên ở trên Sài Gòn mà xuống tới dưới Long An? Dạ, tại vì ở dưới Long An cũng là quê ngoại của em. Thì nếu mà điều hành ở dưới thì có sẵn người ở đó em. Hiện tại giờ cũng đang phát triển đâu quý vị. Một tràng pháo tay cho chàng trai ngồi chiếc ghế màu đỏ nha. Và bây giờ chần chờ gì nữa, giới thiệu về mình đi nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai ạ. Tuyết Mai. Em năm nay em 21 tuổi, quê quán là em ở Hải Phòng, em sinh ra và lớn lên ở đây. Hiện tại em đang ở với anh Bình Dương ạ. Em ở với ai? Em ở với bố mẹ. Công việc hiện tại em là gì? Hiện tại thì em mới tốt nghiệp thôi. Là chuyên ngành của em là mốt sẽ ra nghề làm gì? Em theo chuyên ngành quản trị khách sạn. Em định hướng tương lai cho em là khi tốt nghiệp xong, có bằng xong sẽ làm gì? Em muốn thử làm ngành sale á. Giờ điểm mạnh điểm yếu em là gì nè? Điểm mạnh của em á là nhờ em cái gì thì em cũng có thể làm giúp mọi người. Còn điểm yếu của em là hơi nhút nhát, nói chung là ít nói, sợ giao tiếp với mọi người. Rảnh rỗi em làm gì? Em phụ giúp bố mẹ bán quán á. Quán gì? Quán phở. Rảnh rỗi đi uống cà phê với bạn bè không? Thỉnh thoảng lâu lâu thì có. Coi như là chỉ là ở nhà phụ mẹ bán quán, rồi tập trung học hành, định hướng tương lai mình sẽ là một nhân viên làm sale, tính tình nhút nhát. Rồi, coi như là tạm vậy đi. Rồi, mời chàng trai ngồi ở ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về mình nha. Dạ, em xin giới thiệu, anh là Trần Văn Thự. Em đến từ Bình Định, em đang làm việc ở Gò Vấp, em là bếp chính ở nhà hàng tại Gò Vấp. Em làm bếp chính lâu chưa? Dạ em làm từ năm 2019 tới giờ. Cho chị hỏi tò mò xíu là làm bếp vậy là từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em làm giờ khuya chị. Khuya, ban ngày chiều. Ngủ? Dạ đúng rồi. Lương mình tầm khoảng trung bình từ bao nhiêu đến bao nhiêu một tháng? Dạ tầm 10 đến 10 mấy triệu chị. Vì bếp chính là lương ít vậy? Dạ đúng rồi, bèo lắm chị, bữa nay bèo lắm. Ủa sao kỳ vậy, chị tưởng phải là từ 20 triệu đổ lên chứ? Dạ nói chung cuộc sống này nó ép lắm chị ạ. Nói chung đủ trang trải cuộc sống thôi chứ không khá giả gì nhiều. Vậy rồi có để dành được đồng nào chưa? Nói chung thì cũng được ít rồi chị. Ở Bình Định vô bao lâu rồi? Vô được mấy năm rồi? Dạ 4 năm chị. Giờ là đang ở đâu? Ở nhà trọ hay là sao? Ở với ai? Dạ đang ở với bạn, với em đang ở chung cư. Rồi, mà Bình Định là sau này mình lập nghiệp trong này luôn hay là mình về quê? Dạ nói chung tùy theo bạn nữ như thế nào chị. Điểm mạnh, điểm yếu của em là như thế nào? Mạnh của em là chắc nấu ăn rồi, còn điểm yếu thì hơi rụt rè, nhút nhát chứ đông đông. Rồi thí dụ như mấy này lập nghiệp trong này, rồi thí dụ như ở rể được không? Cũng ở rể cũng được nhưng mà tùy vào công việc của bạn đó như thế nào. Rồi, cô dạ. Gái ngồi ghế màu xanh, cái tính mạnh mẽ của tôi, giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường, em chào mọi người. Em tên là Ngọc Hằng, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh, quê em là ở An Giang. Hiện tại thì em đang làm công việc là kinh doanh tự do.
Kinh doanh tự do. Dạ, em bán đồ online á. Mặt hàng gì? Như là dây chuyền, quần áo, rồi nhẫn. À, cũng như là phụ kiện của phụ nữ đúng không? Dạ đúng. Bán đắt không à? Thì một tháng em thu nhập tầm 25 đến 30 triệu. À, vậy là cũng ngon lành ha. Dạ, tại vì em kinh doanh từ khi mà em học cấp 2 nên là em có cái số lượng khách hàng có sẵn á. Ở đây thì ở đâu à? Em ở bên Vinh, quận 9. Điểm mạnh, điểm yếu em là gì? Em có thể giao tiếp với nhiều người. Điểm yếu của em là em không thể làm hai việc cùng một lúc. Như là em làm một cái việc này là em phải xong cái công việc này. Em không thể nào mà làm hai việc cùng lúc được. Nó sẽ không có hoàn thành tốt được á. Coi như là phải là xong cái này. Dạ, rồi mới làm công việc tiếp theo. Dạ đúng rồi. Thời gian rảnh rỗi em làm gì? Thời gian rảnh rỗi thì em vẽ, em thích vẽ. Vẽ gì? Vẽ cảnh, có khi là em vẽ theo mẫu. Ba em làm gì? Ba em kinh doanh tự do. Còn mẹ? Dạ mẹ em làm radar ô tô. Cũng như là đại gia vậy ha, có nhờ vả ba mẹ không à? Ờ dạ không. Dạ. Hiện giờ em ở quận 9 là nhà riêng của em hay là dạ, nhà thuê? Nhà riêng. Nhà riêng luôn á Tường ơi. Wow, nhà có điều kiện quá. Trời, kinh doanh online từ nhỏ mà. Một bé gái rồi, chà. Và trong nhà em là có mấy chị em à? Dạ có hai anh em với em là con út. Đó là thông tin của cô gái ngồi ghế màu xanh. À, quay lại với chàng trai ngồi ở cái đỏ. Tình trường em sao rồi, trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 4 mối tình rồi. Gần nhất thì em có quen một bạn là ở dưới Bến Tre. À, rồi đi đâu học trên này quen tốt với Bến Tre? Thì bạn đó học ở trường Đại học Sài Gòn luôn, thì mình nó lên đi đỡ trọ. Em và bạn đó quen nhau cũng trong mùa dịch, khoảng thời gian đó hai đứa quen nhau xa xôi. Thì em có một tuần đi xuống dưới Bến Tre một hai lần. Đi bằng xe máy. Một tuần chạy Bến Tre một hai lần. Dạ rồi, một hai lần mà đi bằng xe máy. Thì em chạy xuống cỡ 90 cây số để gặp nhau. Tình yêu đẹp quá ha. Dạ. Rồi sau này hết dịch đi thì phải nó lên đây. Nhưng lúc đó hai đứa kiểu cảm xúc với nhau không còn như lúc mình quen ở dưới nữa. Kiểu như tình cảm mà nó càng khó khăn đi thì hai người càng trân quý nhiều hơn, thì trân trọng nhau hơn. Lên đây thì mọi thứ nó trở nên dễ dàng quá. Gì kỳ vậy, người ta yêu nhau ta muốn gần được nhau nhiều hơn. Trải qua bao nhiêu sóng gió người ta mới được gần nhau. Còn ở đây có đôi khi tình yêu mình còn sự khó khăn để trân quý nhau nhiều hơn, tạo độ khó cho nhau đi. Rồi vậy cái tự nhiên chia tay. Dạ, tại vì hai đứa cũng hết cảm xúc tình cảm với nhau. Ai nói lời chia tay? Dạ em nói lời chia tay. Bạn đó phản ứng sao? Mới đầu cũng hơi buồn buồn, nhưng về sau bắt đầu cũng hai đứa bắt đầu cũng quen với tình cảnh đó, hai đứa giờ cũng làm bạn của nhau. Đó là mối tình là đặc gần nhất, ấn tượng nhất. Dạ. Còn mối tình nào đặc biệt nữa không? À, là trước đó nữa. Em trước lại đó. Quen một bạn dưới Quảng Ngãi. Trời ơi, nó quen đâu mà xa tha không vậy? Dạ bạn đó thì học chung lớp bạn đó luôn. Chung bạn Bến Tre này. Là chung bạn Bến Tre. Dạ, học chung lớp luôn, là bạn thân nữa luôn. Nhưng mà quen bạn Bến Quảng Ngãi quen trước. Dạ, là sao mới quen bạn Bến Tre. Còn mới quen bạn Bến Tre sao? Dạ, bởi vì mới lúc mà quen bạn Bến Tre em cũng thấy hai đứa quen nhau cũng cực, cũng phải trải qua nhiều khó khăn cho nên mấy hai đứa trân quý lắm. Trân quý cái sau đó mới thấy bình thường. Yeah. Rồi mà thiệt tình em nhìn em nghĩ ra đây là một ông thầy giáo dạy địa lý lịch sử á ta. Nó khác, nó mang đồ phong thủy quá, làm gì bên kia đeo đồ phong thủy mà đeo bằng ba bốn cái dữ vậy. Dạ thì nhà em đạo Phật nên em đeo nhiều cho kiểu như cho mình cảm thấy tự tin bản thân. Rồi vậy bên kia ok, bên kia là tại đạo Phật, còn bên này em đeo cho đẹp. Đẹp quá trời luôn vậy đó hả? Wow. Ui, em là mấy năm nữa sẽ tốt nghiệp? Năm nay là em tốt nghiệp rồi. Năm nay tốt nghiệp rồi. Năm nay em năm tư rồi. Có thực tập ở trường nào chưa? Dạ có rồi. Wow, trường nào? Dạ em thực tập ở trường Chu Văn An á, bên quận nhất. Chu Văn An? Dạ. Wow, ông thầy dạy địa lý lịch sử vậy thì. Chưa, cho tôi hỏi còn món nữa. Được, còn cái vụ ở cái cổ đó là cái này nó có ý nghĩa gì không? Cái này là do em tự nghĩ ra. Em mua một cái dây chuyền rồi đeo nhẫn vô. Em nghĩ là sau này em quen một người bạn gái nào đó. Đó. Mà em cảm thấy mình tự tin, mình yêu thương nghĩa lộn mình, nó ra. Mình sẽ lấy ra mình tặng cho bạn đó. Tôi biết mà, tại tôi từng trải qua mấy cái trò mèo này rồi. Mấy cái trò mèo mở ra tôi có trải qua rồi. Trời ơi, giờ muốn một người bạn gái như thế nào? Em chỉ muốn một người bạn gái là không quá ốm, thân hình thì vừa vặn được rồi. Có một nụ cười kiểu như tỏa sáng. Được chưa? Với lại bạn nó thân thiện với mọi người xung quanh. Tuổi cũng cỡ từ 25 trở xuống. Tại vì em cũng mới có 22 thôi. Có nghĩa là lớn hơn em mấy tuổi vẫn được như thường. Dạ được. Ok, đồng ý. Tới bên kia. Cô bé hiền dịu rách na của tôi, chị tình yêu của em như thế nào? Em thì chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Cách đây bao nhiêu lâu à? Cách đây được 3 năm. 3 năm? Là em đơn phương được 4 năm, từ lớp 7 đến lớp 11. Từ lớp 7 đã thích bạn đó. Dạ. Mà nó học chung trường hay là sao? Dạ, chung trường 4 năm cấp 2 á. Xong rồi từ lớp 7 đến lớp 8 thì học chung với nhau thì em bắt đầu em thích. Còn lại thì cấp 3 thì không học chung với nhau nữa. Nhưng mà vẫn đơn phương. Dạ. Giữ liên lạc với nhau không? Không. Không giữ liên lạc với nhau. Chỉ có như kiểu các bạn Facebook với nhau thôi. Rồi tỏ tình bằng cách nào? Em chat ở trên Messenger. Kiểu là em tỏ tình thẳng luôn là tôi thích bạn này lâu rồi, từ năm lớp 7. Từ năm lớp 7. Oh no.
mạnh dạn dữ ha, tôi thích bạn từ lâu rồi, từ năm lớp 7. Sao mà bị từ chối thì lúc đó em cũng hơi buồn. Bạn nó nói sao? Bạn nó từ chối thì sao? Em bảo là xin lỗi Mai nha, mình có bồ rồi, mình có bồ rồi. Ồ. Mà lúc đó có buồn. Khóc. Có khóc được một hai ngày thì thôi. Giọt lệ hẹn cay bờ mi, ai mong đợi chi, con tim ai cũng sẽ phải một lần đủ. Khóc được một hai ngày đúng không? Thì sao cái lần từ bị từ chối đó là hết chưa hay là vẫn còn kéo dài thêm thời gian nữa? Hết luôn. Nhưng mà em có nghĩ là trong suốt mấy năm mà em yêu đơn phương, cái thích cái người đó thì xung quanh có bao nhiêu chàng trai khác thích em mà em lại bỏ lơ không? Chắc không đâu. Tại em lo chăm chăm cho các bạn kia không, sao em cảm nhận được xung quanh? Khi mà biết em có bạn trai thì ba mẹ có phản ứng gì không? Lúc đó như còn nhỏ nên ba mẹ em cũng phản ứng, nói chung là không thích. Và tới ngày hôm nay thì tới chương trình này ba mẹ biết không à? Em lén. Trời ơi, gan lén ghê rồi. Lén mà muốn chương trình chiếu trên TV ba mẹ biết sao? La không? Có la thì la chút thôi. Rồi bây giờ em muốn một người bạn trai như thế nào? Tính em hiền hiền thì em cũng mong muốn bạn trai em cũng hiền hiền như em thôi. Ngoại hình thì em cũng không quan trọng, miễn sao cao hơn em là được rồi. Em thích mập hơn, em không thích ốm. Thích mập mập, không thích ốm. Dạ. À, em cao 1m mấy? Dạ 1m63. Được, chị thấy phù hợp á. Lỡ như ngày hôm nay rồi, mình có bạn trai rồi, ba mẹ mình có la không hay ba mẹ mình có cấm đoán gì không? Nghĩ lớn rồi nên chắc ba mẹ cũng kệ, mẹ mình tự quyết định đi. Hồi đó giờ mình có làm cái gì mà ba mẹ phải phạt mình không? Dạ không. Nói chung là em chỉ có đi học với đi về thôi chứ cũng chả có đi đâu. Ba mẹ cấm đoán hết đó. Hiền quá, dễ thương. Thiệt quá trời. Tình luôn á. Con ngoan trò giỏi, được. Giỏi. Đây có chương trình của cô gái rất ngoan nha. 10 điểm. Tôi thấy hợp á. Rồi, tới chàng trai này. Dạ, tình trường em như trăng da trắng vậy chị. Như trăng da trắng vậy chị. Chàng, cái gì? Chàng trai ngồi ở ghế màu xanh. Chưa yêu ai giờ chị. Một chàng trai đầu bếp. Dạ. Chưa yêu ai. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi? 26 tuổi chị. 26 tuổi mà chưa yêu ai hết. Dạ. Có yêu đơn phương gì không hay có ai yêu đơn phương mình không? Dạ, nói chung yêu đơn phương thì có, thích thì có. Em thích người ta hay người ta thích em? Em thích người ta. Rồi đâu kể chị nghe coi rồi phân tích coi sao chưa có người yêu nè. Dạ, do hồi đó đi học rồi. À, đơn phương hả? Kiểu như người ta có bồ rồi thì mình cứ âm thầm mình thích vậy thôi. Rồi sau này cũng ít gặp rồi mình cũng quên. Rồi tới giờ cũng nói chung cũng không thích ai nữa chứ. Lý do? Hết. Kiểu như là mình chưa có tìm được người phù hợp á. Vô một trang giấy trắng luôn. Đi làm về rồi ngủ á. Dạ đúng anh. Tờ giấy trắng là tờ giấy làm sao? Là kiểu như trắng không tì vết luôn á. Trắng không tì vết luôn hả? Chưa có nụ hôn đầu luôn chị. Chưa có nụ hôn đầu luôn. Có nắm tay chưa? À, đi học thì nói chung có nắm. Còn bây giờ thì nói chung em làm về em ngủ thôi à. Rồi chưa có cái gì luôn. Có cái gì chị? Có cái gì chị? Ai biết thì chị đang em đang nghĩ gì là chị hỏi cái đó đó. Ý, mà hình như trong nhà hàng thì có nữ tiếp viên cũng nhiều mà, nữ phục vụ. À, nhiều đúng lúc không? Mình làm trong này mình lui cui làm trong này không để ý mấy bạn rồi đó anh. Rồi đó bây giờ thử diễn tả một cái người yêu trong tương lai coi nó như thế nào. À, cái gu của em thì nói chung cũng bình thường à. Về tính cách thì hiền, hiền là được. Ngoại hình thì dễ nhìn là được, không cần phải quá đẹp. Nói chung không có đòi hỏi quá cao cho... Không đòi hỏi quá cao đúng không? Dạ. Cô gái xinh đẹp của tôi, chuyện tình yêu như thế nào? Đó giờ thì em quen, nếu mà tính mới tình chính thức thì là hai người. Tình đầu tiên của em là mới biết yêu là 3 năm cấp 3, em quen được 3 năm. À. Dạ, xong rồi... Lớp 10, 11, 12. Dạ đúng rồi. Xong rồi sau khi tốt nghiệp thì lý do địa lý xa nhau á, nên là không tiếp tục được nữa. Mối tình đầu là vương vấn đúng không? Mối tình thơ. Dạ, mối tình thứ hai nó cũng không có tốt gì mấy. Nó cũng nó cũng xu giống như vậy đó. Mối tình thứ hai em quen được nửa năm. Quen trên mạng xã hội. Mạng xã hội? Dạ. Thì nhắn tin tìm hiểu lúc đầu cũng hợp nhau lắm. Xong rồi quen được nửa năm. Xong rồi gặp nhau cũng yêu xa, cũng chia tay. Thành phố Hồ Chí Minh, chung mà. Dạ. Ở đây quận 9 gần xỉu. Quận 9 với quận 8 thì nó cũng hơi xa. Hai số nó gần nhau rồi, kỳ ta. Dạ, hai số nó gần nhưng mà cái khoảng cách km nó không có gần. Lúc đầu thì kiểu như là nói chuyện với nhau thì cái cảm nhận của hai người về nhau nó mặn nồng lắm. Xong rồi thời gian sau kiểu ít gặp quá, với lại cũng ở xa, hai người cũng phải có làm việc riêng á, cái em thấy nhạt dần nên là em chủ động chia tay. Anh nhìn thấy em có vẻ rất là sành điệu. Ví dụ như là một người đàn ông mà non nớt còn chín chắn, em có chỉ người ta cách yêu không? Em thích kiểu thư sinh. Thích kiểu thư sinh đó hả? Dạ. Trời ơi, bên kia một ông thầy giáo, một ông thư sinh luôn á. Quá trời quá đất rồi. Mẫu người của em là như thế nào? À, mẫu người của em thì cao hơn em là được. Cao hơn em. Người em không thích người tròn quá, vừa người là được. Bây rồi, giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Ở dưới tôi thấy có ba người đàn ông nè, đó. Anh tới chương trình này là người nhà của ai? Dạ, là người nhà của bạn, là người ngồi ghế đỏ. Xin phép chị Tường với anh Đạt cho em được nói. Là nếu mà thích hợp với lại Khải á, thì em thấy cái bạn bạn Mai đúng không ạ? Bạn Mai rất là hiền. Nếu được á,
thì con nên tìm kiếm cơ hội từ mai đi nha. Ráng tìm hiểu nha. Bạn đó là chưa có mối tình nào mà hơi ít nói, hơi hiền. Cảm ơn rồi. Chú rồi, hai bạn hai bên rồi. Chào chị Cát Tường, em đi với bạn em làm thử. Ủa em là bên đây? Dạ. Rồi, chàng trai ghế xanh. Em thấy hai bạn nữ bên này cũng xinh. Em cũng mới ở với Thử thôi. Thì gu của bạn thì tính cách thì em cũng không biết. Em cũng mới ở chung với Thử thôi. Ở chung bao lâu rồi? Sẽ mới một tháng thôi. Cũng hiền tính cách đó. Nói chung đi làm về thì cũng về nhà ngủ chơi game rồi. Nói chung là bạn cũng ít đi chơi đó. Em cũng không biết cái gu bạn ra sao đó. Nói chung thấy hai bạn nữ bên này cũng xinh. Rồi, khoan đã. Mai à, trước khi mở cửa trái tim thì ngày hôm nay không có ba mẹ đi theo, không có người thân đi theo, thì sống truyền hình em cũng muốn nhắn nhủ gì với ba mẹ mình không? Ba mẹ ơi, nếu ba mẹ có xem chương trình này á thì ba mẹ cũng đừng có, nói cho ba mẹ ủng hộ cho con, đừng có la con nhé. Dù cho con có bồ đi chăng nữa thì con vẫn phụ giúp bố mẹ quán nha. Bán phở đều đặn, không có mất doanh thu đâu nha bố mẹ nha. Rồi, chị thấy là chàng trai chưa? Chàng trai bạn của ghế đỏ còn muốn nói ý kiến như nào? Sao rồi? À? Nói đi. Em thì thấy bạn áo đen lại hợp với anh Khải nhiều hơn à? Ghế xanh? Dạ đúng rồi. Trời ơi, rồi bây giờ hai người ở dưới rồi bàn lẫn với nhau chưa? Sao mày bất đồng quan điểm vậy? Rứa em. À. Nãy thấy phải em vậy, tự nhiên phản phé. Ủa sao phản phé, nói nghe coi, tại sao em lại nghĩ em thấy là... sao bạn chị áo trắng hiền quá, không hợp với anh Khải. À. Về nhà sẽ dễ chán. À. Còn chị áo đen nhiều lúc về nhà sẽ hâm nóng hơn. Vui hơn hả? Vui hơn. Tại có nhà quận 9. Trời ơi, nghe có nhà quận 9 là đổ liền á. Thằng nhỏ thức thời vậy sao em? Thiệt tình hay quá. À, bây giờ chúng ta là... sẽ mở cửa trái tim. Có ai tặng quà gì không à? Xin dạ có. À, cho mình tặng quà cho bạn nữa. Dạ. Mình cảm ơn bạn nhận. Anh ơi, em có món quà muốn tặng cho anh. À, cảm ơn em. Quà của hai bạn là cái gì? Vui đó con, món quà gì? Ờ dạ là cái đeo vô. Mà. Trời ơi, nó ngầu. Đeo vô đi rồi hỏi cổ là ý nghĩa gì anh tặng anh món quà này. Kìa, nhìn kìa. Có thấy đường không? Ngầu à. Trời ơi, ông đầu bếp có vẻ mặt quạo quạo ha. Đâu, tôi thấy đầu bếp cũng có món quà nữa. Khui quà đầu bếp coi nào. Cái hộp đó là của Mai luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, coi Mai tặng cái Mai gì? Mai tặng gì à? Đồng hồ anh. Cái đồng hồ. Đeo vô. Cái đồng hồ món quà có ý nghĩa gì vậy? Rất là giá trị nha. Thật ra là đừng coi thường người ta bán phở. Người ta bán phở là tặng quà nào là chất. Một cặp kiến, một cái đồng hồ. Tại em cũng chả biết là cha mình thích gì thì em cứ nghĩ là những cái món quà đó em mua thôi. Rồi, bây giờ. Thôi bây giờ cô gái nè, bây giờ một con voi và con kia con gì à? Con bò. Con voi con bò có ý nghĩa không? Con voi là mong muốn là có cái vòi đi trước hay là con bò là hút gì con trâu? Không, thì ra thì hay em là... tặng hai bạn nam món quà đó là như là khi mà về nhà á, nếu như mà mình có duyên á, mình thành đôi á, thì cái đó là một cái vật kỷ niệm lần đầu mình tặng cho nhau. Còn nếu như mà không có duyên á, mình làm bạn á, thì khi mà mình nhìn thấy cái con đó thì mình sẽ nhớ tới mình. Không biết là cảm nhận đầu tiên của em khi mà nhìn thấy hai bạn nữ ở ghế xanh và ghế đỏ thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, em thấy hai bạn đó xinh. Trong lòng mình có sao xuyến, có tia cô nào chưa hay là đang còn hoang mang? Tia hai cô luôn chị, tia hai cô luôn chị. Tia hai cô luôn? Trời ơi. Ông đầu bếp này thiệt á là. Coi chừng tham quá không được nha, mình phải bắt đầu từ từ tập trung. Nói tia vậy thôi chứ còn em nói chung mình thấy xinh thì mình ngắm thôi. Dạ. Nhưng mà trong lòng mình đang có một cái mục đích nào chưa, mục tiêu nào chưa? Dạ có rồi chị. Có rồi phải không? Dạ. Để hiện đó là cố gắng vun đắp thêm nha. Còn em thì sao? Sau khi mở tấm màn thì em thấy hai bạn xinh xắn. Chú ý đặc biệt một người. Em xin giữ bí mật. Muốn giữ bí mật? Dạ. Rồi em cứ giữ bí mật đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một cái chủ đề để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn về quan điểm cũng như là về cái cách mà chúng ta sẽ ứng xử trong cuộc sống khi có xảy ra những cái vấn đề. Nếu gia đình không đồng ý cái mối tình này, ông nam bếp kìa, nói trước ông nè. Đang quạo nữa kìa. Mặt quạo nói trước nè. Trước tiên thì mình coi cái vấn đề cấm cản đó là vấn đề gì. Rồi. Nó có phải là cái nguyên nhân lớn không? Rồi em sẽ nói chuyện lại với gia đình. Là sẽ bảo vệ tình yêu hay là bảo vệ gia đình? Kiểu như nếu mà nó nghiêng về phía bạn gái thì em sẽ chia sẻ với bạn gái. Còn nếu mà nghiêng về phía gia đình thì em phải nói lại với gia đình em. Nói chung là em là đứng chính giữa để mà phân giải thôi. Thế còn em, nếu gia đình cấm cản thì em làm sao? Theo em thì em là một người có đức tính độc lập. Nếu gia đình cấm cản
lúc đó em sẽ tôn trọng ý kiến của ba mẹ hoặc chị em, sau đó em xem lại người yêu của mình như thế nào. Nhưng mà em sống độc lập lắm nên em sẽ đi theo tình yêu nhiều hơn và gia đình. Có nghĩa là sẽ bảo vệ tình yêu. Dạ. Nhưng mà mình vẫn tham khảo ý kiến người thân coi tại sao mà phản đối. Dạ, đúng không? Bây giờ nè, một cái thí dụ rất là thực tế nha. Khi em chọn cô gái ngồi ghế màu đỏ thì thằng em dưới giận thì em nói sao ạ? À? Em sẽ giải thích cho thằng em. Ví dụ như là em chọn cô gái ngồi màu xanh, ông chú ông la thì em giải quyết sao ạ? À? Em sẽ hẹn ông đi nhậu rồi sẽ giải thích kiểu. Em không chọn ai hết thì em sẽ giải thích như thế nào hả? Em đã có chú ý một người như lúc đầu nói rồi. Em sẽ chọn. Nói chung là em độc lập. Dạ. Bây giờ chị là coi như cỡ nào cỡ là em cũng phải bảo vệ tình yêu của mình, trừ khi giữa em với bạn gái em có mâu thuẫn thôi. Dạ, chứ rồi. Còn nếu mà hai đứa mà đồng lòng thì gia đình có cấm cản là em cũng bảo vệ tới cùng. Dạ. Rồi, quan điểm rất rõ ràng. Rồi, mời Mai. Nếu như ba mẹ em cấm cản á thì ngầu nha, khúc này ngầu nha, có cần đeo mắt kính vô không? Khúc này ngầu nha. Thì em sẽ hỏi ý của ba mẹ tại sao lại cấm cản em. Nói chung là trong chuyện tình yêu thì em cũng không có nghe một phía nào đâu. Em đã thích thì như kiểu em thích. Còn nếu như mà không thích thì em sẽ thuyết phục cho ba mẹ hoặc là cho gia đình em bằng mọi cách nào đó để công nhận tình yêu của hai đứa em. Hay. Rồi, giờ em gái ghế xanh, em thì như thế nào? Nè, gái này mạnh mẽ lắm nè. Đó giờ em chưa có gặp trường hợp đó, nhưng mà... Bây giờ thí dụ? Nếu như có thì em sẽ xem xét lại mối quan hệ của em với cả bạn trai của em. Nếu như mà mối quan hệ đó em cảm thấy tốt, không có gì cả, thì em sẽ thuyết phục cha mẹ để cho họ ủng hộ em. Trường hợp cái mối quan hệ của em với bạn trai của em nó không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà ba mẹ em không thích bạn trai á, muốn cấm cản á, thì em sẽ bảo vệ cái tình yêu của mình. Với kinh nghiệm của chị Tường, với lại bây giờ con chị Tường cũng bằng tuổi tụi em, tuổi trẻ bây giờ mình ba mẹ mà càng cấm cản thì tụi nó càng lao đầu vô. Hỡi các bậc làm cha làm mẹ, đừng cấm cản mà hãy theo dõi thôi. Theo dõi để mà cái gì mình có thể là khuyên răn làm bạn, rồi mình tâm sự từ từ để mình kéo con mình cho có cái đường đúng suy đắn. Nghĩ nó đúng đắn hơn. Chứ còn đối với cái tuổi này mà càng cấm cản nó càng chung vô. Đó, mà với lại cũng có những nhiều ba mẹ thì cũng hơi kỳ thiệt. Có nghĩa là nhiều khi nhỏ không có tội gì, cái con đứa con gái đó cũng không có tội gì, nhưng mà cũng có thể do định kiến của cha mẹ, biết đâu hồi đó ba mẹ tình yêu đó nó không được trọn vẹn, rồi cái lại đổ lên con cái, hoặc là cha mẹ ví dụ như rồi không thích người nam, không thích người bắc, không thích đạo này, không thích đạo kia, gia đình thằng đó nghèo thấy nó không được, nhà đó đông anh chị em quá tao không có chịu quá, về mày làm dâu là một mày lý khổ do. Có nghĩa là ba mẹ nào cũng thương con nhưng rất nhiều lý do, đôi lúc ba mẹ cũng rất là vô lý đó. Tôi nhớ hồi xưa mà tôi yêu cái anh kia, mà anh kia bảy anh chị em, ba mẹ tôi đâu có cho. Mà may hên thiệt chứ lấy chắc cũng ly dị rồi. Tại vì sao? Ba mẹ mình hiểu tính mình chưa, mình hiểu tính mình. Cái nết này mà về làm dâu bảy anh chị em mà chưa ai chưa vợ chưa chồng thì cũng khó lắm. Nói chung cũng có cái, con cái cũng phải nên nghe lời tư vấn của ba mẹ. Bởi vì ba mẹ mình sống từng trải hơn mình, hiểu rõ con tính cách của mình, cho nên là ba mẹ mình sẽ có cái tầm nhìn nó xa hơn. Mình cũng phải nghe lời tư vấn của ba mẹ. Khi người lớn nói thằng đó không được thì mình phải coi tại sao nó không được đó. Nếu như những cái họ không được đó nó là vô lý từ cái chủ quan của ba mẹ thì mình sẽ đấu tranh. Nhưng có những cái ba mẹ mình nói không được mà thật sự nó không được, mình đã có những cái cảm giác ba mẹ mình nói cũng đúng, thì mình nên nghe, đừng có nên cãi. Tại vì cãi là coi như ôm cái đầu máu thật sự luôn. Một tràng pháo tay. Oh, hay yeah. Quá. Bà Mai Cát Tường hay, hay quá trời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần nắm tay để thử cảm xúc. Tươi lên nè, tươi lên, chị cho em đầu tiên. Ông đầu bếp mời qua nắm tay từng bạn gái một. Xin phép nắm tay, mỗi người được 30 giây. Cảm nhận, và muốn nói gì thì nói à, còn không nói thì cứ ngậm mà nghe cũng được. Dạ, không nói sao chị? Tùy em, muốn nói hay không là quyền của em. Hai bạn, mỗi bạn 30 giây. Cảm nắm tay. Nhìn nhau nào, không nói gì luôn hả? Công việc của em có đi làm thêm không? Nắm tay lúc trước thì em có. Nắm tay 30 giây. Bây giờ thì em ở nhà em phụ quán thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn. Anh có gì muốn hỏi không? Em thấy anh sao? Em thấy anh dễ thương, nói chung là thì à, cảm ơn em. Dạ. Rụt rè thấy sợ luôn vậy á. Mời em. Đó, tạo nét liền nè. Sao hay ra dẻ quá.
Có ý mai có gì hỏi Khải không? Hiện tại chưa. Hiện tại chưa hả? Vậy anh có gì hỏi em không? Nhà mai ở đâu? Em ở dưới dĩ An Bình Dương. Dĩ An Bình Dương thì rất gần. Một tuần anh có thể xuống tới 4-5 lần luôn. Mình cảm ơn bạn. Giống đi Bến Tre thôi. Không á. Có động lực. Nhà bạn ở đâu á? Nãy mới nói là quận 9 phải không? Đúng rồi, nhớ mà còn hỏi. Nhớ mà còn hỏi. Thì hồi đó mày có nghe gì quận 9, quận 8 xa phải không? Đúng rồi. Cái đó là bạn nam chê hay bạn nữ chê? Bạn nữ chê. Vậy bạn có đồng ý nếu mà mình cũng quận 8 hay không? Bạn có thử cơ hội không? Tại sao lại không? Tại sao lại không? Mày cảm ơn bạn. Chất như trái cấp. Thôi, xong rồi. Mọi thứ là bây giờ ăn thua cảm nhận thôi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm của mình. Khi mình lựa chọn là mình phải chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình nha. Giờ em hỏi. Hỏi đi. Giờ em thấy hai bạn, bạn nào cũng xinh xắn hết. Bấm lần hai nút được không ạ? Hai nút là nó chập điện tắt hết. Rồi. Bây giờ mời các bạn đặt tay vào nút bấm và nhìn thẳng về phía máy quay và nghe những chia sẻ của anh Hứa Minh Đạt. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định, các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 Nếu gia đình cấm cản thì em làm sao? Em sống độc lập lắm nên em sẽ đi theo tình yêu nhiều hơn. Có nghĩa là sẽ bảo vệ tình yêu? Dạ. Nói chung là trong chuyện tình yêu thì em cũng không có nghe một phía nào đâu. Em đã thích thì như kiểu em thích. Còn nếu như mà không thích thì em sẽ thuyết phục cho ba mẹ hoặc là cho gia đình em bằng mọi cách nào đó để công nhận tình yêu của hai đứa em. 3 Anh có gì muốn hỏi không? Em thấy anh sao? Em thấy anh dễ thương, nói chung là hiền. Cảm ơn em. Dạ ok. 2 1 Em thấy hai bạn xinh xắn, chú ý đặc biệt một người. Em xin giữ bí mật. Và bấm à. Bấm đi à. Bấm chưa à? Hết thời gian à. Trời ơi. À. Ta hãy chơi chúc mừng một cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Chàng trai ngồi ghế đỏ và cô gái ngồi ở ghế màu xanh. Xanh. Mình hỏi Mai một vài câu đi nào. Mai à, em bấm nút màu đỏ đúng không? Và ngày hôm nay anh chúc mừng em đã vượt qua khỏi cái cảm xúc của mình, không còn rụt rè nữa, không còn nhút nhát nữa, đã dám nói lên cảm xúc của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự là nó cũng chưa tới duyên đúng không ha? Mà từ nay về sau cứ vậy nha Mai. Thích phải cái gì là làm cái tự đấy. Tự tin. Được không được là thôi, đỡ mất công mất thời gian. Không có cái vụ yêu đơn phương 6-7 năm như tuổi trẻ nữa. Bây giờ là cái tuổi này là tuổi thanh xuân, tuổi để được yêu thương và phải nắm bắt những cơ hội. Không, cơ hội này tới mình chụp, không được mình buông, mình tìm cơ hội khác chụp, không để phí hoài tuổi xuân, nhớ chưa em? Nha, thích là phải nói, chứ còn mình phải mạnh mẽ lên, được hay không được mình vẫn phải làm điều mình thích để sau này mình không ân hận gì hết. Mỗi người phụ nữ nha em. Chàng, thì vỗ tay cho Mai. Hay quá trời. Rồi, mời cặp đôi thành công đứng chính giữa. Mời à. Tay nhau đi hai bạn. Tình yêu ngọt ngào bắt đầu. Cũng đeo dây chuyền xích da dẻ quá. Hai đứa này đúng một cặp đúng rồi đó, da dẻ ghê luôn á. Thiệt luôn á. Hy vọng tìm hiểu nhau một thời gian, rồi khi nào mà có tặng chiếc nhẫn báo cho Tường biết nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ Tường xin thay mặt cho chương trình xin tặng mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn mình thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm thì không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Rồi gửi tặng em. Đây, dạ, này về nấu ăn hợp luôn nè. Ngon lành ha. Đây. Cảm ơn Mai. Và đối với cặp đôi thành công, chương trình dành tặng cho hai bạn một phần quà nhỏ, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable vừa ra mắt của nhà MTV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn.
Đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speakable, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối rất là duyên dáng nha. Kính thưa quý vị, mọi người hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập vào ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nhé. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speakable đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speakable đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speakable, đang có rất là nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.